Tôn Quan cung thỉnh mời Nhật Bông. Tôn Quan này lầm chiêu sáng trần gian nói hùng Noan ra lên châu nghỉ thường thiên. Noan ra ngự lên châu cấm bàn đi xác xác chỉ ông hồ ra thượng thiên xe ra lên châu khâm ban sắc sắc chỉ phong hầu quan đề nhất ra hoài
em nay họ Nguyễn Chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trại. Để tỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng khao hơn bộ bá thí cô hồn. Họ Nguyễn Trúc Khánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi làm ngôi quan ngự quyền quan phép quan. Con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ. Trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới con hạ trình năm cung nhờ với các cung sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài tiến nhân khang vật thịnh các uốn các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi. Trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới gánh được gia trung nhỉ. Quan lại độ cho họ Nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang có lịch sự được cao tới ấn giỏi tay quyết đồng nhàng bắt ngàn để tự trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh quan ban danh ban diện cho họ Nguyễn ghế quan nhỉ. Được cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ. Quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự nhỉ. Ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát này. Ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ cái chi ha. Trung Nam Bắc Cửu Châu vòng bay quan lớn độ cho quốc ngoài dân an tâm đến lại đánh xưa nay Thank you.
không đâu bằng Sơn Trang quan dáng đền dáng phủ, quan chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đình, dưới quan hạ trình về năm cung, với nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn này được lộc tài vượng tiến, nhân khang vật thịnh, con ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào đắc đạo như đấy, được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang lịch sử được cao thể ấn giỏi thế quyết đông phân nhang bắt ngàn đệ tử kia, ban lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự cho được sáng hai con mắt chặt hai đầu gối nhỉ, sớm thay hoa chiều lọc nước phụng sự cửa quan cho được mãn chiều xế bóng nhỉ, con ban khen ban thưởng cho bản đền bích thủy động linh từ nhỉ, được đông con nhang bắt ngàn để từ quốc đảo dân cầu cho được sở nguyện như sở cầu tòng tâm nhỉ, con cho được sửa sang đền nhỉ, đền phủ đền sở cho được phong quang tố hảo, cho được phong quang tố hảo, con tiếp tài lai lộc cho nhé, con đưa khách gần con đưa khách xa về nhỉ, con ban khen dân thưởng cho các đồng đền chủ nhang bản tự cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ chủ hồng dân này, con ban khen cho cung đàn tiếng hát, con ban khen cho bách gia trăm họ lộc nhà nào và nhà đấy, thế mà bách gia trăm họ nhất tâm cửa anh em ta không sợ thiếu cái chi ha.
thắp một tuần nhang Long Thành, thắp một tuần nhang tấu về thì phù các ban các tòa thiên đình chân đo diêm là tấu về cho tới vua cha Đồng Bình vốn dòng là dưới thủy cung văn sớ dâng lên tim ngân sớ điệp dâng lên quan về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho đệ tử Trường Sinh đệ tử Trường Sinh phê cho đệ tử Trường Sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng cao hơn bộ bá khí cô hồn Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan quan về quan dáng đền dáng phủ chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới quan hạ trình năm cung có nhờ mấy các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài tiến nhưng khang vật thịnh cậu uốn các tiểu hiếu thảo trang ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến thì trên lò việc thánh dưới gánh việc gia trung này quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho các quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dâng cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia trăm họ lục nhà nào nhà đấy thế bách gia trăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ thiếu cái chi thân cầm cầm tu võ tổng 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 lược thao võ tổng 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 lược thao bập sung sung bao phen
nhuộm đỏ hồng. Người sông pha trăm trần cũng như không. Ra tay cứu nước trừ nguy biên, tiếng đề ngàn thu với non sông. Trải giang khê lấy ngàn quan xuống biển, lành giang từ quý địa xanh lan, đền thờ quảng tán tía thiệu vàng, lòng lòng môn hồ bàn thạch bàn rất uy. Nước về thoại quốc một mũi cũng có phèn lấy ngọc lưu ly, đùng 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 dựng dựng nước phép người có ai đã. Qua đại giang sông thao sông sông cả trở ra về đông đông ngã ba chạy nhanh sườn cá đàn đập đành thơ ngâm phu vùi đàn tranh tranh chơi bời. Dòng dòng cân đài áo vào tổ bắt dâm bà đồng tử theo vào tô vương phụ già đức mẫu. Trong dòng bè sau thuyền trước chương giữa dòng lạnh lạnh chống cầm canh 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 chống cầm canh canh ta chiên vang anh hỏi nốt nốt xanh vàng triều đình văn vò má quan xài lên đón đón nước để tam vào chợ. Ngự giờ lâu phán lời nhắn thư sai ông lên cứu chờ trần gian một tay thái tử để tam kiêu sinh cùng năm người đổ oan cũng nhiều. Giải sáng sáng thế mạch mạch dầu muốn đường chiếu cả cả thôn khí phượng tu lăng lăng địa linh linh
châu vòng bài, người đồ cho quốc thái dân an. Cấm thừa sắc chỉ vua ban, số sinh số tử niệm hàng ngày chúa phê. Đủ mọi bề tài kiêm chi văn võ, trong triều đình nào có nhường ai. Lược lược thao thao lược toàn tài, đinh thần tam tứ phủ nào ai dám đi. Chính chính giáng viên doanh ngân lai láng, anh vầng hồng chiếu giảng ngang minh. Là con vua thủy quốc đồng linh, đệ tam thái tử giáng sinh đền đồng. Sinh thành tư chất lòng an, tình mời thái tử đệ tam vị phương diện mạo sóng nhan đi khác. Hằng tâu đối lên tiên đình thủy phù, chân nam minh quy đủ năm năm phương. Oai gia chất chất chính trị cuông, cầm cân nảy mực sửa sáng coi đời. Mai thuyền mãn nổi dòng xích xinh bích bình, hồ quân trèo du lịch bốn phương. Sa loan thanh gia chói sắc rồng nghề vừa phong nghi, cho chói sắc rồng nguyện quan đệ tử nghi hùng dậy vàng. Mới tô qua nghi quan nam tào bắc đồi, sổ trần gian đi chép chém biển đi. Thank you.
đại các đi kinh quan thật nên đầu hành nhị thập bát để ngũ tuần tranh cảnh thiên tai quan tuần ra ơi bộ tiên nhiên nàng dân hoa linh linh giang trinh quan quê nhà truyền quân quân dâng nước hải hà thì trang trang quân bộ đôi hàng tiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền tiền lửa vạn cơ sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan tuần thủ đôi chép phép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý thang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường tài mã dâng lên im ngân tài mã dâng lên quan tuần thủ đôi chép biên rõ ràng phê cho đệ tử bình an đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý tháng linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường thường độ cho phú quý bình hòa tả bài sai thiên binh lực sĩ liễu bài sai vạn vạn hùng binh
nào cổ kim lừng lấy quan tuần đã dậy thần cơ cửa sông đâu đó thiên thủ họ Nguyễn Chí Thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tử vàng cánh sớ tử đơn lá trạng thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhân khao bộ bá thí thu hồn họ Nguyễn chúc thánh ngự đồng mức ghế quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan nhỉ. Con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên con thượng tấu đê đỉnh dưới con hạ trình với năm cung nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vững tiến nhân khang vật thịnh các uống các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới gánh việc gia trung nhỉ. Quan lại có nhờ với tứ phủ chầu bà tứ phủ quan hoàng tứ phủ thánh cô tứ phủ thánh cậu độ và luyện cho họ Nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền được đồng khôn móng ngoan đồng đoan trang lịch sử được cao thì ấn giỏi thì quyết đồng nhàng mắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh con ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ. Quan lại chấp kim ngân tài mã tờ đơn lá sớ tờ vàng thẻ nhang cho họ Tô cùng hai tín chủ họ Nguyễn dâng kim ngân tài mã để sám hối xá hầu trong năm Tân Sửu nhé. Quan ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát quan ban khen cho bách gia chăm họ Lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm của anh em ta thì không sợ thiếu cái chi ha. Sống tranh ơi hỡi sống tranh chẳng ước còn in một mảnh là
trả lời. Có quan đệ ngô chính người định nghi giang. Sông chảy đâu chúng con nhớ người trang sĩ lập công đầu ngàn năm ghi nhớ quan lớn tuần. Người chỉ tài cao con tìm khắp bốn phương xa gần đều biết quán lớn tuần đã dậy thần cơ cửa sông đầu đó phụ thờ Ninh Giang lại nổi núi đền thờ tuần trăng trên bát ngát đôi long trầu hồ phục đốt tam đồ quật quật khúc trầu lên chuyện đòi tứ trụ đôi bên quan tuần trăng sát quỷ chư tinh tôn quan tuần người và phép môn linh quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời ngự đồng ai mình quyền ông máu quý nữ quỷ trời tế lễ độ sinh nhân nhân đùng đùng đội trận phong phong vân vân ngỡ đồng ban ban tố cứu dân quan 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 ta cánh dấu thiên quan cho về mà chân ai có bà quan chụp tà ra dầu ai vẫn hạn chưa qua cầu quan đệ cũ bệnh tà tán không tiếng lức xanh đi tung tung hoành dùng dùng nước cảnh cảnh non bồng nước nước nhược nhược bồng lai khi vui bạn bạn chúc bạn mai bạn loan tiếng tiếng ngọc súng vẩy quan sữa ca một nguyên giáng phúc chư tay đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường hai nguyên buôn bán trăm đường tiên tài lưu loát loát bạc vàng để đá nguyên thứ ba canh hầu đắc lê đổ cho thanh đồng phúc phúc đằng hà xa bốn nguyên thanh gia bi ân đổ cho đệ tử người phấn vẹn người
dáng bạn đền gia chung họ Nguyễn đời đời vinh hoa tây nguyên phúc phúc đặng đặng hà xa bao nhiêu hàn ách quan tông tông gia hải tam nguyên hóa tông phúc phúc này gia chung họ Nguyễn độc tài hân hoan phúc phúc giang lưu ân độ độ cho đệ tử mười phần vẹn mười quan đồ cho tới nguyện thứ mười con cháu cháu trong nỗi đời để đa ông đồ cho dọc dọc cửa cao nhà chầu thôi ông trở ra về cưới tướng bạch bạch hổ lên chầu thượng thiên sa loan thanh gia hồi cục bát hải đồng đình con vua cha bát hải đồng đình anh ninh con điều thất giang sinh đền rồng sa loan thanh gia quan triều tường là con vua thứ hai đời nơi thái tổ quản cả hai triều thanh gia hồi cục dòng sớm hôm mai vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ chính lầu hồng thanh gia vui tiên chúa thiện ngàn tiên dân văn tiên chúa trên ngàn đông cuồng tuần quan giang đàn chứng đây trên ngàn gió cuốn rung cây trên ngàn gió cuốn rung cây dưới khe cá lặn lặn từng đàn chim bay về cánh khuya lặn lặng sao hoàn cánh cánh nguyệt nguyệt lặn lặn sao tan chiếc thoi ba nguyệt nguyệt khoan trèo vào gặp kênh đồi thấp núi cao sơn trang giọt quang bán hàng khoan hò rô một điệu nhịp đầy tiếng hò khoan rộng rộng mở khoan chiếc thoi chúa bà trèo về khoan thai đồng phố cát đền dòng sông cả sông thao đôi nần sơn phượt múa đôi bên
sơn trang đỉnh chiều hay bằng chút chung mình vang đi à. Nàng tôi tê tơ tơ nét tin nhìn nàng ba giáo cảnh hồ tiên đi châu về chứng mang sơn trang ngăn thôi núi bạc vàng biển dâng ngang dâng lên hải sao ngon chiêng ngang
dốc 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 cao mập dốc mang băng qua đèo đường còn xa. Trên ngàn gió cuốn rung cây sông sơn ca làn làn chim bay về ngàn kia cánh khuya. Cánh khuya nguyệt nguyệt lan 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 sao tàn. Cánh khuya nguyệt nguyệt lan lan sao tàn chiếc kim thoi ban nguyệt khoan khoan, khoan, khoan xeo vào gập gành, gập gành qua hoa thấp đầu cao. Gập gập gành qua thấp thấp đầu cao khi ra núi đỏ khi vào ngàn xanh trên thượng ngàn tối tu anh linh. Sao loạn thanh gia hồi cung thoái phủ thiên thay đệ tam châu thoái phủ thiên thay. Sao loạn thanh gia hồi cung vương nhị nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh khác đời. Thank you.
người thu ba. Mái tóc dần già rẽ ngôi cánh phượng nét nét cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để leo thân ấn bao.
bao la, ngực danh công chúa thác bờ anh linh linh linh. Sông muôn khúc quanh đèo ôn lượn mà đèn minh đường thẳng tới giang khê thuyền bè xuôi ngược đi về. Sắc lễ mãi đại vương trường thị lục cung từ đích đinh đinh thị chúa tiên địa linh linh cắm ma lập đêm ta tới bạch bạch hồ hiếu đoàn thanh long dòng bình bình mà dài sông to quấn 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 eo chú sinh nghề thông theo chúc hoa tư bề thông xeo chúc hoa hoa tư bề đền thờ cao ngất ngất quay về đê kinh chúa giáng trần chị lũ ta tinh tinh chúa sai vạn vạn binh hùng gần xa đâu đó dốc dốc lòng không xa chúa tiên vâng vâng lạnh lạnh ơi ở trong trong bệ ngọc ngọc ra ngoài bàn loan trần gian báo mộng mộng bà trần thì lưỡng tâm tâm đồng đồng bào thai mùa thu tháng chín ngày mười sinh ra công chúa các người trần gian
người sinh ra trầu đùng đùng tốt tốt tươi lạ thường. Đôi tình nguyên vui mừng ở nhà nhà đều mừng giờ biết bao mới hay như lý sử tâu. Tôi trâu chuốt vàng chốt phòng loa đêm ngày giữa hương dục đặt tên trầu mê lục cúng lương ơn trời vẻ đẹp kỳ phương. Sớm chiều
âm sông tố nổi có tiên chúa lục lục về tiên tức tức thời châu nên đỉnh núi hóa thần ý. Bằng nghe chim kêu véo vón trên cành đồng đồng lá rừng chim oanh oanh gọi bạn nhát nhát trông lên cánh nhạn chập chập trùng cô kêu gọi cánh chiều hôm.